15 phút sáng mỗi ngày trên kênh HTV9, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Thưa quý vị, ở nông thôn thì con trẻ thường là tụ tập với nhau, cùng đi đến trường không cần ba mẹ đưa rước. Nhưng ở thành thị với tâm lý là đất chật người đông, lý thông thì càng nhiều, rồi đường xá xe cộ này kia nguy hiểm, cho nên là cha mẹ tận tình đưa rước con đến nơi đến chốn luôn. Vậy thì có nên hay không nên cho trẻ một mình đến trường, đến lớp, hoặc là ở lứa tuổi nào thì phù hợp cho con trẻ tự độc lập chuyện đi lại? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay cùng với tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, kính chào quý vị khán giả. Bây giờ Thảo Ly xin mời quý vị theo dõi đoạn tiểu phẩm sau. Ba. Con. Dạ. Mới làm về hả? Dạ con đi gặp khách hàng. Ừ. Tranh thủ về để chút nữa con đi đón bé Ti luôn nè. Đón bé Ti hả? Dạ. Ủa sao ba dặn rồi mà? Dặn gì ba? Bé Ti bây giờ cũng lớn rồi. Con phải cho nó tự đi chữa về đi. Mình phải dạy nó cách tự lập. Chứ con làm vậy hoài rồi mốt làm sao? Tự lập cái gì mà tự lập? Ba nghĩ sao vậy, bé Ti nó còn nhỏ. Con là con muốn là tự mình đi đón bé Ti. Để con biết được là nó chơi với những người bạn nào, tốt hay là xấu. Như vậy là con lo cho con của con chứ ba. Ba biết rồi, cái chuyện quan tâm con cái ai mà không lo. Nhưng mà con phải tập cho nó tự lập đi. Ví dụ như con tập cho những kỹ năng mà tự bảo vệ nó. Trời ơi ba ơi, nó còn nhỏ lắm, nó không biết được những cái chuyện đó đâu. Dạy thì dạy vậy thôi, nó cũng quên à. Mà ba nghĩ đi, bây giờ á nó còn nhỏ như vậy nè, rồi lỡ khi hả bị người ta dụ dỗ hay là bị người ta bắt cóc, rồi chơi với bạn không tốt, rồi rủ rê đi chơi game đồ này nọ. Những cái trường hợp đó bây giờ nhiều lắm. Mà ba biết không, bây giờ 100 người ha, là đã hết 101 người người ta đi đón con người ta rồi đó. Thì mấy người đó gia đình người ta có điều kiện. Ví dụ như gia đình mình đơn chiếc quá rồi sao? Đơn chiếc rồi ai rước con mình, bao nhiêu công chuyện. Con phải dạy cho con mình cách tự lập, nghe lời ba đi. Con lo được cho con của con tới khi nào thì con lo thôi. Bây giờ con phải đón nó rồi, trễ rồi ba. Trời, nha, con đi nha. Đón nữa hả? Thiệt tình, con cái lớn rồi phải tự cho nó tự lập chứ. Khổ ghê thiệt. Ôi. Hey. Đi học về rồi. Ôi trời ơi. Ôi. Cháu nội tôi lớn bộn rồi. Giỏi ghê. Trời ơi, chạy theo con mà muốn rã cặp giò luôn. Dạ. Lớn rồi, tự về mình được rồi đó nghe. Giỏi dạ. Quá. Con biết rồi. Ừ, bắt đầu từ ngày mai theo lời ông nội nghe chưa. Dạ. Em nội uống miếng nước rồi đã. Ui. Sao, ông nội dặn gì nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Nhớ sao? Có phải nội dặn là đi, khi đi học thì phải quan sát trước khi qua đường. Rồi mình đi thì phải đi trên vỉa hè. Ừ. Rồi khi đi học về á thì không được nghe lời bạn bè rủ rê mà phải về nhà liền. Với lại nếu như mà có người nào muốn chạm vào mình thì phải la lên hoặc là vào nhà người dân để nhờ họ giúp đỡ. Mà nhớ là lớn nha. Dạ. Bới người ta có người làm gì tôi đó, la lớn lên nghe không? Dạ. Ừ, giỏi quá, cháu nội giỏi quá. Nội ơi. Sao con? Nhưng mà không có nội, với lại không có ba mẹ dẫn đi, con hơi sợ sợ. Với lại mẹ nói là dạo này á kẻ gian nhiều lắm nội. Ủa kỳ vậy ta. Vậy mà sao bữa trước có ai nói với ông nội là con sẽ muốn làm công an để con bảo vệ cho ông nội, bảo vệ cho cha, bảo vệ cho mẹ. Ủa ai nói vậy ta? Dạ con biết rồi. Vậy từ nay con sẽ cố gắng gan dạ và mạnh mẽ. Như vậy nha. Dạ. Giỏi quá. À mẹ về. Mẹ hôm nay á, tới ngày hôm nay con sẽ mạnh mẽ và gan dạ. Và con sẽ học cách tự lập bằng cách tự đi học một mình. Nhớ theo lời của ông nội dặn. Dạ. Cái gì vậy đó? Không có những gì gì hết. Bắt đầu từ ngày mai đi học ba sẽ đưa bé Ti đi. Còn đi về bé Ti tự về. Ba ơi, cái chuyện này con đã nói với ba rồi mà. Sao? Bé Ti nó còn nhỏ lắm, không có thể nào mà tự đi học được hết đó ba. Có, ba nói con nghe là con hiểu lầm ý ba rồi. Đi là ba đưa, bận về bé Ti về, nhưng ba sẽ lặng lẽ theo ba theo dõi. Không có ai mà hại nó được đâu, yên tâm đi, vậy cho nó quen, nó tự lập con ơi. Ba ơi, con đã nói với ba rồi, mình phải đưa đón nó đi học chứ. Ở ngoài kia biết bao nhiêu là cạm bẫy, con rất là sợ. Con không có yên tâm khi mà để bé Ti nó đi học một mình đâu. Mẹ ơi, nhưng mà con không có sợ đâu. Con sẽ là người gan dạ để bảo vệ cho nội nè, bảo vệ cho ngoại, rồi bảo vệ cho ba mẹ nữa. Thấy chưa, nó lớn rồi.
với ba thấy cái quan điểm của con là sai rồi đó. Cha mẹ lo chuyện khác nữa, đợi nó lớn lên bản thân nó tự chủ được. Chứ con có đeo nó hoài làm sao nó biết cái gì mà nó lo cho bản thân nó. Đối với con là nhỏ, không có biết lo tự lo cho bản thân của mình được. Cái gì mình lo được cho con cái thì mình cứ lo chứ ba. Nếu như mà bận rộn quá không thể mà đưa đón con đi học được thì con sẽ thuê người. Con thuê người để đưa đón mấy tư đi học, như vậy con mới yên tâm. Nói hay quá, nói hay quá. Bây giờ như vậy có điều kiện, có nhà rồi, có người ở rồi thì làm được chuyện đó. Như ngày xưa rồi sao? Như ba với má ngày xưa nuôi tụi con rồi sao? Công ăn chuyện làm đầu tắt mặt tối, rồi lo thời gian nào mà rước đưa tụi con nữa. Ba ơi, ba đừng có so sánh bây giờ với ngày xưa. Nó khác nhau lắm ba à. Từ giáo dục, từ ăn uống cho đến tất cả mọi thứ nó rất là khác nhau. Cho nên là thôi bây giờ con không bàn chuyện này với ba nữa. Đợi chồng con đi công tác về đi, rồi con sẽ bàn lại cái chuyện này. Cho ra ngô ra khoai cái chuyện này. Chứ mà để tranh cãi như vậy hoài, rồi ba cứ dạy con bé Tiên như vậy hoài, con không có chịu đâu. Ủa trời, ý kiến của con nữa hả? Thì để chồng con về đi rồi bàn bạc lại. Ủa mẹ ơi, vậy ngày mai con tự đi học một mình hay là mẹ đưa? Không, mai ông nội đưa con đi, về con tự về, quyết định vậy đi. Bé Ti, ngày mai y như cũ, mẹ đưa con đi học rồi đón con về. Không cần con đưa, ba đưa, để cho nó đi về một mình. Vậy thì con đón. Trời ơi là trời. Theo anh Hiếu là có nên để cho trẻ tự một mình đến trường đến lớp không ạ? Thảo Ly hỏi nhỏ Thảo Ly cái này tí. Hồi xưa Thảo Ly là lúc mấy tuổi thì bắt đầu tự đi đến trường? Thảo Ly nhớ chắc là cũng như lớp 1 hay sao. Thứ nhất là ở gần trường. Cái thứ hai là tại vì ở nông thôn, ở vùng sâu vùng xa, cho nên là kiểu đường xá xe cộ đi lại cũng thoải mái lắm ạ. Lớp 1 tự đi bộ bắt đầu đi học rồi. Dạ. Lớp 1 đã tự đi học. Dạ. Bởi vậy cho nên là Thảo Ly tự lập ngay từ sớm là đúng rồi. Tuổi thơ dữ dội. Thật ra thì ngay bản thân anh cũng thế. Ngay từ thời mẫu giáo thì nói chung trường cũng ở gần nhà, cho nên mẫu giáo cũng đã biết tự cầm khăn đi học rồi. Dạ, với lại hồi xưa làm sao? Hồi xưa đâu phải là có xe máy hay là cái kiểu mà xe cộ như bây giờ. Hồi xưa là người ta đi xe đạp, thành ra đường xá là cũng an toàn lắm. Tuy nhiên còn bây giờ thì có rất là nhiều những rủi ro xảy ra. Dạ. Cho nên là anh nghĩ cái lứa tuổi mà để bé tự đi học nó cần phải lớn hơn một chút. Bởi vì bé nhỏ quá nó sẽ dễ dẫn đến những tai nạn, rồi thậm chí những cái lừa gạt xảy ra trên đường nữa. Thì theo quan điểm của riêng anh thì một là chúng ta phải tập cho bé tự đi học, vì đó là một cái kỹ năng nó rất là cơ bản, kỹ năng tự định hướng, kỹ năng tự bảo vệ. Và ở tại Nhật Bản thì người ta tổ chức cho bé đi học mà người lớn không có đi kèm, nhưng có những cái trạm quan sát, tức là phụ huynh người ta sẽ được phân công. À, ngày hôm đó là phụ huynh này sẽ là vai trò giám sát, đến cái trạm này sẽ giám sát xem có đủ 4 đứa trẻ đi hay không, tức là tập cho các bé nó đi cùng nhau. Và có những người lớn họ sẽ giám sát ở những cái trạm ở dọc đường á, bởi vì đi qua nhà của ai thì người đó phụ huynh cái trường đó thì họ sẽ tham gia giám sát, tập cho bé cái tính tự lập. Cho nên mình xem TV mình thấy là có rất là nhiều những đứa trẻ, thí dụ ở bên Nhật thì tuổi tiểu học thôi nhưng mà sáng sớm tự xách cặp, tự đi học, tự đến trường, tự về nhà. Dạ. Thì đó cũng là cái quan điểm rất là hay. Tuy nhiên khi mà cho trẻ đi học như vậy thì chúng ta cũng phải trang bị cho trẻ những cái kỹ năng để mà trẻ có thể tự bảo vệ cũng như tự định hướng trong những sự cố xảy ra. Cho nên là anh nghĩ rằng khoảng chừng lớp 4 là cái thời điểm mà trẻ cũng tương đối đã có ý thức tốt rồi. Và lớp 4 cũng tương đối là một số trẻ trai, trẻ gái cũng đã dậy thì rồi đó. Nghĩa là cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà các bé đã có khả năng ứng xử, thì nghĩa đó là lứa tuổi chín mùi để giúp cho trẻ có thể dần dần tự đi học được. Dạ. Như trong tiểu phẩm thì ông nội của bé cũng bắt đầu là dạy cho bé tầm khoảng là 12 tuổi, là như anh nói cũng đủ chuẩn rồi. Và cái cách mà ông áp dụng thì anh nhận định như thế nào ạ? Ông hay ở chỗ là ông có quan điểm hiện đại là cho bé tự đi học, rồi ông cũng theo dõi giám sát từ xa. Dạ. Trong những ngày đầu tiên để vẫn đảm bảo an toàn cho cháu. Bên cạnh đó có một điểm rất đặc biệt là ông trang bị cho cháu những cái kỹ năng cần thiết khi mà cháu đi học trên đường. Thì chính những cái kỹ năng đó khiến cho bé nó an toàn hơn, bé nó trưởng thành hơn và khiến cho chúng ta cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thì cái quan trọng nhất của cái việc tự đi học đó chính là trang bị cho bé những kỹ năng để trẻ có thể tự vệ. Về cụ thể những cái kỹ năng đó là gì anh? Và phải làm như thế nào để biết chắc là con trẻ của mình có thể tự chủ, tự lập trong cái quá trình là trẻ tới trường, tới lớp? Có lẽ với kinh nghiệm là một bà mẹ thì Thảo Ly sẽ chắc là có những cái cách quý giá để chia sẻ cho quý vị khán giả. Ví dụ như bây giờ giả sử bé nuôi ở nhà đến tuổi phải tự đi học rồi, thì lớp 4, lớp 5 rồi, lớp 6 rồi. Thì vậy trước khi mà cho bé tự đi học một mình thì Thảo Ly sẽ làm gì với bé?
Bé nuôi nhà Ly thì 3 tuổi rưỡi cũng chưa đến cái mức là đủ yên tâm cho bé đi một mình. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà bây giờ mỗi lần mà dắt bé đi bộ tới trường á, thì sẽ chỉ cho con cái cách là con đi hướng nào là đúng. Và thậm chí là Thảo Ly giả đò nói: "Ô, mẹ quên đường rồi, con nhớ là đường nào tới trường hay không?" Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Thảo Ly tập bé tự chủ ở chỗ là bình thường là dẫn tới ngay chỗ cửa lớp và trao con mình tận tay đến với cô giáo. Nhưng sau đó Thảo Ly tự động cho con coi thử là con để dép làm sao, để giỏ làm sao và con tự vào lớp như thế nào. Bây giờ cái khoảng cách mà Thảo Ly thả con ra là giống như cái cách 1m, 2m, 3m để từ từ là như vậy. Nhưng mà không biết là lớn hơn sẽ có những cái gợi ý nào tốt hơn cho trẻ ạ. Như vậy cách của Thảo Ly cũng rất là tốt, là tập cho con tự lập ngay từ lúc nhỏ. Dạ. Thì như vậy có thể là trao tận tay với cô giáo, rồi sau đó là chỉ là trao trước cửa lớp, rồi sau đó là cổng trường hay là vậy. Hoặc nếu con lớn hơn một chút, khoảng chừng lớp 1, lớp 2 thì chúng ta có thể là cho con tập đi từ một cái đoạn đường nào đó đi đến trường, chứ không phải là ngay từ nhà đến trường nếu như nhà chúng ta xa, thì tập cho con đi dần dần như thế. Còn bên cạnh đó nữa là chúng ta có thể là dắt con đi thực địa. Chẳng hạn như nếu như mà nhà của con, thường chúng ta cho con tự đi học là nếu nhà gần chúng ta sẽ cho con đi bộ. Nếu đi bộ thì chúng ta có thể là nắm tay con đi bộ ngay từ ban đầu, ngay từ lúc con lớp 1, lớp 2 cơ. Thì khi nắm tay con đi bộ khoảng chừng 10, 20 lần là bé quen đường rồi, bé có thể tự biết định hướng được cái đường đi. Sau khi bé đã quen đường xong, chúng ta sẽ dạy bé thêm một số tình huống xảy ra trên đường, đặc biệt là tình huống về giao thông. Ví dụ như con, nếu như mình đi hướng là đi lề đường này, khi mình về là mình nên đi ở cái mé lề nào. Bên cạnh đó, khi gặp đèn đỏ thì nghĩa là gì, đèn xanh nghĩa là gì, đèn vàng là gì, đèn có người đi đường ở đâu, rồi khi nào chúng ta nên đi qua đường, rồi khi đi qua đường chúng ta nên ngó ở hướng nào và chúng ta đợi lúc nào mới qua đường được, lỡ mình qua đường mà có xe nó chờ tới thì chúng ta phải làm sao. Thì dạy bé các tình huống xảy ra ở trên đường. Hoặc ví dụ con đang đi trên lề đường nhưng có một cái xe máy nào đó mà nó lủi lên trên lề đường thì con nên nhảy vào đâu để tránh. Thì như vậy chúng ta sẽ đặt ra các tình huống có thể xảy ra trong những lần chúng ta dắt bé đi học để mà bé tập xử lý. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy bé xử lý ngon lành cái tình huống đó rồi, chúng ta ôn bài lại mà bé vẫn xử lý được ngon lành rồi, và chúng ta thấy bé thực hành cũng tốt rồi, thì lúc đó chúng ta dạy thêm cho bé một cái nhóm tình huống thứ ba. Một là định hướng đường đi ha, hai là các tình huống về an toàn giao thông, và thứ ba là các tình huống an toàn với người lạ. Ví dụ làm sao để tránh bắt cóc. Bây giờ giả sử như con đi trên đường mà có người chụp tay con rồi lôi con đi, vậy bây giờ phải làm sao? Phải làm sao để con thoát? Con quay tay ra sao để tay nó vụt ra khỏi con? Con nên thét lên như thế nào? Cướp hoặc là giết người hoặc là bắt cóc nên thét như thế nào? Rồi nên cầu cứu những ai để mà dạy con cái cách phản ứng thật là nhanh khi xảy ra cái tình huống mà lỡ bắt cóc. Nhưng mà thường là chúng ta dạy trước thì không chỉ là dạy cho cái việc mà bé đi học sau này, mà còn là dạy cho cái việc mà bé an toàn khi bé đi ra đường hoặc khi bé một mình nữa. Và hoặc ví dụ như là con đi trên đường nếu như có người dừng lại và nói rằng con lên xe đi, chú chở cho đi nhờ nè, thì con nên trả lời ra sao, có nên đi nhờ hay không? Rồi bên cạnh đó có người nói à, con quen đúng không, con Tú đúng không, rồi chú thấy con, chú ở nhà hàng xóm con nè, rồi mẹ con nhờ chú tới đây là dọc đường đón con nè, chứ để mẹ con có chuyện gấp chứ con đi về sớm, lên xe chú chở về cho. Vậy con có đi không, mà con chỉ lên xe của những ai? Chúng ta thực tập tất cả những tình huống có thể xảy ra ở trên đường để cho bé hiểu và bé xử lý, sau đó chúng ta ôn bài lại cho đến khi bé thành thục. Như vậy chúng ta đã trang bị cho bé là ba nhóm kỹ năng. Một là định hướng trong môi trường, là biết đường đi đến trường và đường đi về nhà, và biết kỹ năng xử lý khi đi lạc. Thứ hai là tình huống giữ mình an toàn trước các nguy cơ về giao thông. Và thứ ba là nhóm có tình huống ứng xử với những nguy hiểm đến từ người lạ. Như vậy đủ ba cái nhóm tình huống đó thì bé đã đủ cái hành trang để bé có thể là đi học rồi. Sau đó chúng ta sẽ thực tập cho bé là bé sẽ đi trước và chúng ta đi sau, cho bé dẫn chúng ta đi học. Sau khi bé dẫn chúng ta đi học chúng ta thấy an tâm rồi thì chúng ta cho bé đi học một mình, nhưng chúng ta sẽ giám sát từ xa, thiên thần hộ mệnh từ xa thôi. Chúng ta cách bé khoảng chừng 50m, 100m gì đấy, và bé có thể là không hay biết. Thì như vậy chúng ta đi ở phía sau của bé để cho bé có thể tự đi. Rồi trường hợp thứ sau đó chúng ta thấy an toàn rồi thì chúng ta mới có thể là cho bé đi một cách gọi là độc lập. Và thường lớp 4, lớp 5 thì bé cũng tương đối cũng lớn lớn rồi, thì bé có thể là tự lập bé đi học được. Và ngay thậm chí là cháu trong nhà của anh thì anh cũng tập bằng cách như vậy. Ban đầu là dạy nó là các cái tình huống xảy ra, sau đó là dẫn cháu đi học, sau đó là cháu dẫn cậu đi học. Rồi sau đó là thường là dẫn đi thì bé ở nhà cách trường khoảng chừng tới 500m thôi, nhưng mà tập cho bé đi xe đạp. Và lớp 2 là bé đi xe đạp được rồi.
Lớp 3 là bé đi xe cứng cứng rồi. Và đến lớp 4 là bé đã đi xe khá là cứng, bé qua đường rất là ngon lành. Như vậy tới lớp 4 là bước ra cho bé tự đi học hoàn toàn luôn. Cho đến bây giờ thì bé vẫn rất là an toàn. À, theo các anh nói thì Thảo Ly thấy là không phải đến cái lúc mà chuẩn bị cho trẻ từ đi đến lớp đến trường một mình thì chúng ta mới dạy, mà ngay từ nhỏ nếu mà chúng ta tập cho bé quan sát nè, nhận biết nè, xử lý tình huống, xử lý vấn đề thì càng lớn cái việc mà bé tự lập hơn, trưởng thành hơn và nhạy bén hơn trong tình huống sẽ khiến cho là quý vị phụ huynh quan tâm. Và nếu mà quý vị phụ huynh nhớ là mình đã từng coi một cái game show truyền hình mà trong đó cũng đã cho các bé thử cái vai trò là tự từ nhà của mẹ rồi qua nhà ông bà, nhà hàng xóm mà mới có 3-4 tuổi à, mà ai ngờ rơi vào những cái tình huống đó, mặc dù bé xử lý rất là ngây ngô nhưng hình dung thì nếu mà chúng ta dạy cho bé thì bé sẽ trưởng thành và nhanh chóng là tiếp thu những cái bài học đáng quý của ba mẹ. Hy vọng qua chia sẻ vừa rồi thì quý vị phụ huynh sẽ yên tâm và biết cách dạy con và buông tay con lúc nào là cần thiết, lúc nào là hợp lý. Xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly. Và quý vị thân mến, là cha mẹ, là ông bà, tất nhiên chúng ta sẽ rất thương con và lo cho sự an toàn của con. Tuy nhiên, chỉ có một cách để giúp cho con trưởng thành hơn là phải để con xa rời vòng tay chúng ta dần dần. Và trước khi xa rời vòng tay của chúng ta thì chúng ta cũng nên bỏ vào trong cái ba lô hành trang sống của bé những kỹ năng cần thiết. Ngay từ lúc bé còn nhỏ, còn mẫu giáo, rồi lên đến lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, v.v. Mỗi ngày chúng ta sẽ bỏ vào trong cái giỏ ba lô của bé một kỹ năng ứng xử nào đó, một tình huống nào đó cho bé xa rời vòng tay của mình để bé có thể trưởng thành và tự lập hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.